Mình xin giới thiệu với bạn một cái câu clip sử dụng cái dây buông và harmonium pull up, nghe nó cũng rất là đã. Tại phải thì mình có xài cái chicken picking, tức là dùng vừa ngón mà vừa đánh phím nữa. Thì câu clip này các bạn hẳn là mình có thể áp dụng được khắp trên các cần đàn, thì nó đều tạo ra những cái âm sắc nó khá đặc biệt. Và cái cách này cũng là cách để bạn luyện ngón và đưa vô cái câu nghe nó là lạ một tí ha. Thì câu này các bạn đánh nhiều các bạn cũng thấy mỗi tay thì các bạn harmonium pull up nó khá là nhiều ha. Thì nó có hai cái mẫu, đây mình muốn giới thiệu với bạn hai cái mẫu đánh. Ở đây thì chúng ta chỉ đánh trên ba cái dây thôi, đó là dây số 3, dây số 4 và dây số 5 mà thôi ha. Thì các bạn mình có hướng dẫn chi tiết từng nốt, các bạn có thể xem thật kỹ, nếu chưa nghe rõ có thể xem lại một hai lần để chúng ta hiểu nha. Thì đầu tiên cái ngón trỏ, cái ngón giữa của mình sử dụng đánh cho cái dây số 3, cho nên mình để sẵn cố định ngay dây số 3 đó. Thì khi mình đánh một cái câu đầu tiên thì các bạn thấy cái tay trái mình nhấn vô ngăn số 2 ha, và mình đánh vào nó, sau đó mình pull up ra. Các bạn đánh vô cái dây số 3 đó, là trong khi tay trái các bạn bấm vô ngăn số 2, tức là nốt la, sau đó các bạn pull up và nốt sol. Sau đó các bạn dùng cái ngón đeo nhẫn các bạn đánh vô ngăn 4, tức là nốt pha thăng. Câu đầu tiên chỉ vậy thôi đó. Thì coi như các bạn dùng 3 nốt, nhưng mà cái tay phải các bạn móc một nốt nè, các bạn pull up ra tay trái và các bạn đánh vô cái nốt thứ 3 như vậy ha. Thì câu thứ hai nó tương tự như vậy, nhưng mà lúc đó cái tay của bạn đang bấm nốt pha này thì các bạn pull up ra, đánh vào đoạn đầu các bạn. Các bạn thấy rằng ngăn 4 chúng ta pull up ra rồi, bắt đầu chúng ta mới đánh qua ngăn 5, pull up tiếp, sau đó ngăn 2, quay lại ngăn 4, pull up tiếp, và sau đó các bạn kết thúc ở cái nốt đô ngăn 3. Các bạn có thể dễ nhớ như thế này: chúng ta ngăn 4 pull up, sau đó các bạn ngăn 5, ngăn 2, quay lại ngăn 4, và chúng ta lên dây trên là đánh ngăn 3. Mình đánh thật chậm nha các bạn. Đó, thì câu này các bạn đánh nhanh hơn một tí các bạn thấy là nó khá là đã. Đặc biệt nếu mà các bạn chú ý rằng là chúng ta ngay nốt thứ 3 thì mình có giữ lâu hơn tí. Thấy không? Thì câu thì bạn giữ cái nốt thứ 3 này hơi lâu một tí. Đó. Thì các bạn nên nhớ là khi chúng ta đánh chậm rồi, khi bạn pull up thì cái tay phải của bạn á, cái ngón giữa này chúng ta giữ luôn cái dây số 3, để cho cái ngón bên tay trái các bạn khi đánh dây số 4 các bạn pull up nó không bị rè. Tại vì khi các bạn harmonium các bạn pull up có xu hướng là các bạn kéo cái dây xuống, thì ngón tay các bạn rất dễ đụng cái dây bên dưới. Nhưng nếu cái tay phải các bạn đã bịt dây ngay dây 4 rồi thì nếu có chạm vào các bạn cũng không nghe được. Đây là kỹ thuật bịt dây ha. Mình đánh lại các bạn. Thì như vậy thôi. Sau đó các bạn nâng lên nửa cung. Nửa cung thì các bạn đánh lên ngăn 2, thì giờ các bạn đánh ngăn 3. Và các ngăn của chúng ta như sau: ngăn 3 pull up,
sau đó các bạn đánh ngăn năm. À thì ngay chỗ này các bạn nghe nó chồng nốt khá nhiều, bởi vì khi các bạn buôn ớp nó là dây son mà các bạn đánh ngăn năm nó cũng là dây son luôn nha. Rồi, tương tự khi ngăn năm thì xong rồi các bạn buôn ớp nó ra xong các bạn tới ngăn 7, ngăn 3, ngăn 5 và kết thúc ngăn 5 nha. Cái câu này các bạn nghe nó rất là lạ, bởi vì là nó bị lặp lại các nốt son và cái nốt rê rất là nhiều. Bởi vì mình đánh ngay ngăn năm thì các bạn so dây á nó giống nhau nhiều lắm. Nên chúng ta nghe đánh nhanh thì các bạn hãy nghe nó đã hơn, nhưng mà chúng ta tập chậm lại nha. Đầu tiên ngăn 3 dây son. Cũng là nốt son của cái dây số 4, sau đó đánh lại một lần nữa. Pull up. Ngăn 7. Pull up. Ngăn 3. Pull up. Ngăn 5. Pull up. Và kết thúc ngay ngăn 5. Cũng là nó rê luôn à, nhanh hơn tí nha các bạn. Câu này đánh nhanh lên nghe nó rất đã ha. À, thì cái câu này nếu mà các bạn kéo lên đến ngăn số 8 thì các bạn đánh cũng thấy tay tương tự thôi, ngăn 8 nè. Nghe chỗ này ngăn 10, 12, 8 và kết thúc ngay chỗ cái nốt son là ngăn 10. Thì cái này của son thứ các bạn. Thì bạn đánh nghe cũng rất đã ha. Đó, thì hy vọng clip này cũng sẽ giúp cho bạn luyện ngón và có thêm một cái câu để luyện tập cho nó vui vui, kết hợp các kỹ thuật với nhau và giúp cho bạn cái tay các bạn mạnh lên. Nếu các bạn thấy là các bạn tập hết ở cái cần đàn lên xuống một tí thì tay cũng các đốt nó cũng khá là mỏi ha. Thì hãy nhớ tiếp tục like, share, comment, ủng hộ kênh Guitar for Freedom và ủng hộ Đăng Khoa nhé. Nếu các bạn nào có nhu cầu học về kỹ thuật guitar điện có thể đăng ký các khóa học của mình. Đăng ký một lần, đóng tiền một lần, học mãi, học đến khi nào các bạn chán thì thôi nha. Nếu có điều kiện hãy cần mua các nhạc cụ, guitar, phơ pháo, amply, hãy nhớ đến Amigo Guitar Shop nha.